Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục cách ly với 4 huyện, thị xã từ 0 giờ hôm nay 15 tháng 8. Khẩu trang xuyên thấu đang gây sốt trên mạng, liệu có đảm bảo chất lượng? Ô tô va chạm xe tải rồi lao thẳng xuống bãi đất trống ở xa lộ Hà Nội. Virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên thực phẩm nhập khẩu khiến người dân Trung Quốc lo lắng. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có một ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 930 bệnh nhân. Cũng trong sáng nay, Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân 702, bệnh nhân nam 63 tuổi, tiền sử suy thận giai đoạn cuối, đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 22 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta tử vong. Tỉnh Quảng Nam đã quyết định tiếp tục cách ly, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 huyện thị xã, gồm huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn. Thời gian thực hiện cách ly từ 0 giờ hôm nay ngày 15 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, các địa phương tạm dừng các hoạt động đông người, đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong các trường hợp thực sự cần thiết, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Các cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, kho bạc được tiếp tục hoạt động, nhưng người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Bộ Y tế vừa có công điện về việc hỗ trợ ngành y tế Hải Dương điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau khi có 3 ca mắc tại đây. Theo đó, cho các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế giao Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ thực hiện xét nghiệm COVID-19, Đại học Kỹ thuật Y tế và Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cử sinh viên hỗ trợ thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện xét nghiệm. Thưa quý vị, lý do việc xét nghiệm PCR cho người về từ vùng dịch của Hà Nội bị chậm so với kế hoạch là vì thiếu ống lấy mẫu. Tuy nhiên, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chiều 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho biết hiện đã có thể đảm bảo đủ que và ống mẫu nên phải đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm PCR, phấn đấu hoàn thành trước 20 tháng 8. Hiện tổng số người trở về từ Đà Nẵng từ 15 tháng 7 đã lên tới hơn 77.000 người, song hiện mới lấy được hơn 26.000 mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả trên 18.200 mẫu âm tính. Như vậy mới chỉ đạt bình quân trên 5.000 mẫu một ngày. Những ngày tới phải tập trung quyết liệt lấy mẫu xét nghiệm cho người từ vùng dịch về và mở rộng cả những đối tượng chỉ định khác. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Đối với người dân thì là đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng. Cái này chỉ đạo, đề nghị ông chí chỉ đạo quyết liệt cho và xử phạt nghiêm minh những trường hợp không thực hiện theo quy định. Nhằm kiểm soát phòng tránh lây nhiễm trong các cơ sở y tế, thành phố Hà Nội đã cùng Bộ Y tế tiến hành kiểm tra 20 bệnh viện công lập và 6 bệnh viện ngoài công lập. Mặc dù hai ngày qua Hà Nội không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, nhưng Ban Chỉ đạo nhận định vẫn có nguy cơ xuất hiện thêm ca mới tại Hà Nội. Đặc biệt, trong 10 ngày tới sẽ là những ngày trọng điểm. Như vậy, yêu cầu người dân tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành quy định cách ly, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trên thị trường hiện bán rất nhiều loại khẩu trang, đa dạng từ mẫu mã, chất liệu cho đến giá thành. Nhiều người bị thu hút bởi loại khẩu trang xuyên thấu đang gây sốt trên mạng xã hội, dù giá khá cao, khoảng 200.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu loại khẩu trang này có đảm bảo chất lượng hay không? Những chiếc khẩu trang trong suốt như thế này được nhà sản xuất giới thiệu là làm từ nhựa TPU, vốn thường dùng trong ngành y tế, thực phẩm, có khả năng chống tia UV, mở khóa Face ID và có van thở giúp ngăn giọt bắn 100%. Ngoài ra, nó còn vệ sinh dễ dàng và có thể sử dụng được nhiều lần. Với những lời quảng cáo đó, cộng thêm thiết kế mới lạ, nhiều người đang săn tìm mua khẩu trang trong suốt dù giá không rẻ. Mình muốn mua cái khẩu trang này bởi vì những cái hình mà chụp trên mạng á, nhìn nó rất là cool, nó rất là ngầu. Bây giờ mình thấy xuất hiện một cái khẩu trang mới á, mà bằng nhựa đó, thì chắc chắn cái nhựa đó đó nó sẽ không thể qua không khí được, mà nó chỉ qua từ cái van thôi.
Và cái việc mà cái van này có lọc được dầu bắn hay không nó không phụ thuộc vô nhà sản xuất đâu. Nên mình phải kiểm định lại bằng cách là có cái cơ quan kiểm định nào chứng minh cái điều đó chưa. Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân cần cân nhắc kỹ vấn đề chất lượng của khẩu trang, đừng vì yếu tố thời trang mà bất chấp sử dụng các loại khẩu trang mới chưa được kiểm định. Trong thời điểm các nơi đang căng mình chống dịch, nhiều tình cảm yêu thương san sẻ được gửi về vùng tâm dịch COVID-19. Đó có thể là những lời động viên, những bài hát hay các trang thiết bị, thực phẩm dành cho các bệnh nhân và đội ngũ y tế. Nhìn thấy hình ảnh các bác sĩ phải đeo khẩu trang suốt cả ngày, ý tưởng về những chiếc tai giả đã ra đời. Món quà nhỏ này phần nào giúp các chiến sĩ áo trắng cảm thấy dễ chịu hơn khi đeo khẩu trang làm việc. Các chị em tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã đang được hơn 500 chiếc tai giả như thế này. Mỗi sản phẩm có chiều dài 15cm, làm từ len, sợi cô tông và sợi dệt với màu sắc kiểu dáng khác nhau, có đơm nút giữa hai đầu. Dự kiến hơn 1.000 sản phẩm nữa cũng sẽ sớm được hoàn thành, gửi tặng đến các y bác sĩ vùng tâm dịch và các bệnh viện tại thành phố. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với tổ móc len nghệ thuật của phường Tây Thạnh để mà có thể làm ra những cái sản phẩm là cái tai giả để đeo khẩu trang để cho những y bác sĩ chúng ta thoải mái hơn trong cái công việc. Tại vì biết là những y bác sĩ phải sử dụng cái sản phẩm này hàng ngày rất là nhiều. Mỗi chiếc tai giả được kết nên từ những sợi len mềm mại với màu sắc khác nhau. Tuy nhỏ, nhưng nó lại mang nhiều tình cảm và sự trân quý của người dân đến những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm căng mình chiến đấu vì sức khỏe của nhân dân. Từ khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp trở lại, nhiều sinh viên quay về việc học trực tuyến tại nhà. Do ở nhà nhiều, một số thói quen xấu đang hình thành như thức quá khuya, ngủ ngày, ăn thức ăn cũ. Theo các chuyên gia y tế, thì những thói quen này mang đến nhiều nguy cơ về sức khỏe, đặc biệt là làm hại đến gan, khiến gan có thể bị ung thư mà không có dấu hiệu nhận biết từ trước. Nhiều người nghĩ rằng ung thư gan là do viêm gan hay uống rượu bia quá nhiều. Tuy nhiên, những thói quen sai lầm của chúng ta cũng có thể gây ra ung thư gan. Những lần thức khuya đầu tiên thì là mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà sau đó khoảng nếu mà thành thói quen rồi ấy, thì là thực ra cũng đã vào cái nhịp. Các bác sĩ cho biết, từ 23 giờ tới 1 giờ là thời điểm gan bắt đầu đào thải các độc tố, và 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm vàng để thức dậy để cơ thể đào thải độc tố ra ngoài. Như vậy, khi nhịp sinh học của cơ thể bị xáo trộn, lượng máu trong gan sẽ giảm, gây giảm khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, việc ăn đồ ăn có chứa dầu mỡ tái sử dụng hay ăn lại thức ăn cũ cũng là một thói quen sai lầm. Thì những cái thói quen nó làm tăng cái nguy cơ ung thư gan lên, như là thói quen liên quan đến chế độ ăn. Liên quan thứ hai là thói quen về làm đường thuốc, và liên quan thứ ba đó là thói quen về sinh hoạt, và cuối cùng đó là những cái căng thẳng stress kéo dài. Nếu đang có những thói quen trên, hãy từ bỏ sớm để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 14 tháng 8 trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số ca dương tính lên 33 ca. Theo đó, trường hợp thứ nhất là nam thanh niên 17 tuổi, người dân tộc Ede, trú tại Buôn Năng, xã Cư Pơ Rào, huyện Em Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 8 tháng 8, bệnh nhân khởi bệnh với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Đến sáng ngày 11 tháng 8, bệnh nhân nhập viện và được chẩn đoán nghi bạch hầu, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 20 tuổi, người Hơ Mông, trú tại thôn Ea Ui, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Đến nay, tại xã Cư Pui đã có 10 ca dương tính với bạch hầu, trong đó thôn Ai Ui có 4 trường hợp. Như vậy, hiện cả tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Tại tỉnh Đắk Nông, mưa lũ kéo dài đang gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tại các huyện Đắk Song, Đắk Kỳ Long ghi nhận lượng mưa lên đến 140mm. Tại thành phố Gia Nghĩa, lũ trên sông Đắk Nông đã vượt mức báo động 3. Mưa lũ cũng gây sạt lở nhiều công trình, nhà cửa, ao hồ, cầu đường giao thông. Tổng thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân cẩn trọng không di chuyển qua các cầu tạm, các khu vực bị sạt lở trong thời gian mưa lũ còn diễn biến bất thường, chủ động theo dõi các bản tin thời tiết để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Ngay sau đây trong chương trình, xe chở công nhân tông vào container, hàng chục công nhân bị thương.
Đào hầm trong nhà chứa trên 1,3 tấn pháo chờ Tết buôn hàng. Chiều 14 tháng 8 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khi đang lưu thông trên đường, xe chở công nhân của công ty Foseca Việt Nam đã bất ngờ va chạm với một xe container tại khu công nghiệp V-Ship. Vụ tai nạn khiến 27 công nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Từ Sơn đã cấp cứu và chăm sóc y tế cho 14 công nhân bị chấn thương phần mềm. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe của 27 công nhân đã tạm thời ổn định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi công nhân bị thương 1 triệu đồng. Đến hơn 20 giờ tối qua, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường một vụ ô tô 4 chỗ va chạm xe tải rồi lao thẳng xuống bãi đất trống. Vụ việc xảy ra trên xa lộ Hà Nội, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 60A40038 do nam tài xế khoảng 24 tuổi điều khiển chạy trên đường xa lộ hướng ngã tư Bồn Nước, ngã tư Vũng Tàu. Đến khu vực đường song hành khu công nghiệp Biên Hòa 1, xe này xảy ra va chạm với xe tải mang logo công ty Hoa Sơn đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm đã khiến tài xế mất lái lao xuống một bãi đất trống, may mắn không ai bị thương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe cứu hộ đến hiện trường xử lý tai nạn, di dời phương tiện về trụ sở điều tra nguyên nhân. Thưa quý vị, vụ mua bán tàng trữ trái phép pháo nổ khối lượng lớn nhất ở Kon Tum vừa bị triệt phá. Chiều qua, Công an huyện Ngọc Hồi cho biết đơn vị đang đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi đào hầm trong nhà, tàng trữ trên 1,3 tấn pháo. Qua thời gian theo dõi, ngày 12 tháng 8, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Thị Bình, 28 tuổi, tại thôn Lẹt, xã Bờ Y. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có nhiều gạch vữa với những dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra nền nhà phía dưới, Công an phát hiện một căn hầm có nắp bằng bê tông dài 3,4 m, rộng 2,2 m, cao 2 m. Bên trong chứa rất nhiều bao pháo. Số lượng cụ thể sau kiểm đếm bao gồm 680 hộp pháo, 331 bao tải chứa pháo bi các loại với tổng khối lượng là 1.345 kg. Bình khai nhận từ Tết Nguyên đán 2020 đã bắt đầu mua tích trữ số pháo trên, tổng cộng khoảng 150 triệu đồng để chuẩn bị bán trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ Nguyễn Thị Bình và niêm phong toàn bộ tang vật đưa về trụ sở công an. Chiều ngày 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh chết người chỉ vì tiếng nẹt buộc xe máy. Trong số 3 bị cáo thì một người bị tuyên án chung thân. Các bị cáo gồm Phạm Đức Lợi, 26 tuổi, Thạch Công, 25 tuổi và Phạm Thị Hải, 25 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Theo cáo trạng, tối ngày 19 tháng 12 năm 2017, Lợi, Công cùng một số người bạn đến nhà anh Võ Văn Thành uống rượu. Một người trong nhóm này nghe tiếng người nẹt bô xe máy quá lớn nên rủ Lợi đuổi theo đánh. Đuổi theo khoảng 150 mét, nhóm này gặp anh Bùi Văn Lợi, 36 tuổi, chở theo Mai Thành Được, 24 tuổi, rồi xảy ra xô xát nhưng được can ngăn. Khi trở về nhậu tiếp, Đức Lợi và Công thấy Văn Lợi chạy xe một mình ngang qua nên lấy gậy tầm vông đuổi đánh khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng 5 ngày sau, Văn Lợi tử vong. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Đức Lợi mức án chung thân, Thạch Công 12 năm tù giam cùng về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 700 triệu đồng. Bị cáo Phạm Thị Hải bị 15 tháng tù treo về hành vi che giấu tội phạm. Hôm qua, đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với các đối tượng Lùng Văn Trưởng, Giàng Xeo Pao, Tráng A Tình đều ở Lào Cai. Trước đó, trong lúc tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Lào, vào khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tìm cách xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận Lùng Văn Trưởng là người đang làm việc tại Hà Khẩu, Trung Quốc, đã thuê Giàng Xeo Pao và Tráng A Tình đưa các đối tượng người Lào vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đồn biên phòng Bản Lầu đang tổ chức cách ly 7 đối tượng trên và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1, cả 7 đối tượng đều âm tính với COVID-19. Còn tại Nghệ An, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Bá Chù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, ngày 11 tháng 8, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn,
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Chung khai nhận được Lầu Bá Chù tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam với tiền công là 3,5 triệu đồng. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Lầu Bá Chù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp theo trong mảng quốc tế, trạm xe buýt thông minh chống Covid-19 ở Seoul, Hàn Quốc. Google hứa hẹn hệ điều hành đồng hồ thông minh nhanh hơn 20% với bản cập nhật mới. Của Nutifood với công thức whey pro cộng chứa MCT chất xơ hòa tan đã được chứng nhận lâm sàng, giúp bé tăng cân, tăng chiều cao sau 3 tháng, giảm tỷ lệ biếng ăn, giảm tỷ lệ nhiễm trùng hô hấp. Nay Roblox One mới bổ sung HMO và 3 lần DHA. Miếng dán hạ sốt Bye Bye Fever, hạ sốt nhanh chóng, mát dịu đến 10 giờ. Bye Bye Fever sản xuất tại Nhật Bản. Wow, lại có thêm Bye Bye Fever Super Cool siêu mát lạnh gấp 3 lần, hạ nhiệt mọi lúc, thư giãn mọi nơi. Người dân Trung Quốc đang tỏ ra lo lắng trước thông tin virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên những gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Họ vẫn lo sợ cho dù Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã tuyên bố hiện vẫn chưa có bằng chứng về việc virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm. Hai thành phố tại Trung Quốc hôm 13 tháng 8 đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên những lô hàng cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil và tôm đông lạnh từ Ecuador. Thông tin này đã tạo ra mối lo ngại trong cộng đồng. Tôi sẽ không lựa chọn các sản phẩm nhập khẩu vì tình hình dịch bệnh tại nhiều nước đang nghiêm trọng hơn Trung Quốc. Tôi sẽ chọn mua nhiều sản phẩm nội địa. Các chủ nhà hàng cũng gặp nhiều khó khăn khi nhiều thực khách không muốn ăn các món có nguyên liệu từ nước ngoài. Một mặt chính phủ đang nỗ lực kiểm soát các sản phẩm nhập khẩu, mặt khác là lòng tin của người tiêu dùng. Họ không cảm thấy an tâm sau nhiều sự cố từ cá hồi cho đến cá tôm. Trước đó, khi dịch bệnh tái bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 6, người ta đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên những tấm thớt chế biến cá hồi tại khu chợ đầu mối Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh. Mối lo ngại về các sản phẩm nhập khẩu cũng từ đó gia tăng. Các nhà nghiên cứu Thái Lan đang thu thập các mẫu thử từ các loài dơi nội địa. Mục tiêu là để kiểm tra xem liệu chúng có mang virus corona chủng mới hay không, tương tự như là ở Trung Quốc. Họ hy vọng kết quả nghiên cứu này có thể giúp tìm ra câu trả lời cho nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19. Tại một hang động sâu bên trong công viên quốc gia Sai Yop, miền Tây Thái Lan, nhóm nghiên cứu tìm bắt khoảng 200 con dơi. Họ lấy các mẫu thử bao gồm nước bọt, máu và chất thải của dơi rồi thả chúng đi. Theo các nghiên cứu ban đầu, dơi là vật chủ của nhiều chủng virus corona, tương đồng với virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong dơi móng ngựa ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Thái Lan có khoảng 19 loài dơi móng ngựa, nhưng chưa từng có cuộc điều tra nào được thực hiện ở nước này để xác định liệu chúng có phải là vật chủ của virus corona hay không. Virus gây dịch bệnh ở Thái Lan là từ nước ngoài xâm nhập vào, nhưng chúng ta không biết liệu quần thể dơi móng ngựa ở Thái Lan cũng mang virus tương tự hay không. Nghiên cứu này rất cấp bách và quan trọng. Các nhà khoa học hy vọng các nghiên cứu của họ sẽ không chỉ cung cấp thêm thông tin về virus SARS-CoV-2 mà còn giúp Thái Lan chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch chống đại dịch của nước này. Nhiều nước trên thế giới đang áp dụng các công nghệ hiện đại để kiểm soát dịch COVID-19. Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc thì các trạm xe buýt thông minh đã được dựng lên và đang thay đổi cách sử dụng phương tiện công cộng của người dân tại đây. Trạm xe buýt Smart Shelter được trang bị hệ thống điều hòa, thiết bị chiếu tia cực tím để làm sạch không khí, dung dịch sát khuẩn, camera giám sát thông minh và màn hình thông báo khi xe buýt tới. Một thiết bị đo thân nhiệt được gắn trên cửa kính và chỉ cho phép những ai dưới 37,5 độ C bước vào bên trong. Một thiết bị khác được gắn thấp hơn dành cho trẻ em. Ban đầu tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm vì phải kiểm tra nhiệt độ trước khi bước vào. Tuy nhiên, quá trình này lại không mất nhiều thời gian. Bên trong còn có đầy đủ các thiết bị dụng cụ để tiêu diệt virus. Vì vậy, tôi cảm thấy rất an tâm. Một trạm xe buýt thông thường có rất nhiều người. Tuy nhiên, ở đây tôi lại cảm thấy rất an toàn và thoải mái. Đã có 10 trạm xe buýt thông minh được lắp đặt tại quận Seongdong. Dự kiến sẽ có thêm nhiều trạm nữa tại các điểm khác ở Seoul. Một cuộc triển lãm mang tên Down to Earth vừa được khai mạc tại thủ đô Berlin, nước Đức, mang đến cho người xem những tác phẩm lột tả rất chân thực những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Từ đây các tác giả mong muốn thôi thúc người xem ngẫm nghĩ và thay đổi để hướng tới xây dựng một thế giới bền vững. Bước chân vào không gian triển lãm, khách tham quan sẽ đối mặt với một vũng nước bẩn đầy tàn thuốc và rác thải. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Kristen Pierrot nhằm gợi nhắc về nạn ô nhiễm nước. Cô đã thu thập mẫu nước này từ quận Neukölln của thủ đô Berlin hồi đầu năm nay. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 càng thêm phần ý nghĩa cho nó. Một điều tích cực mà ta có thể thấy từ đại dịch này, đó là xã hội cũng có thể hoạt động được theo một cách khác, không cần phải như trước đây. Ta có thể hướng tới một xã hội bền vững hơn. Triển lãm Down to Earth quy tụ các tác phẩm của hơn 50 nghệ sĩ, đa số còn rất trẻ. Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, sự kiện còn có các buổi tọa đàm, các lớp học tập trung vào chủ đề bền vững. Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Martin Gropius Bau từ nay đến ngày 13 tháng 9. Mưa lớn tại Bangladesh bắt đầu cách đây hơn một tháng, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện tại thì nước lũ đã nhấn chìm 1/3 diện tích tại quốc gia Nam Á này. Hơn 200 người đã thiệt mạng và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Mưa lớn cùng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn Ấn Độ đang khiến nhiều con sông tại Bangladesh tràn bờ. Sạt lở và lũ quét phá hủy gần 80.000 hecta diện tích trồng lúa, khiến 1/4 dân số tại Bangladesh rơi vào cảnh khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo, Bangladesh là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Bằng chứng rõ ràng nhất là mực nước biển dâng cao, nhiệt độ lượng mưa biến đổi, còn các cơn bão lốc xoáy trở nên hung hãn hơn. Mưa lớn và lũ lụt cũng gây khó khăn cho các nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 tại Bangladesh. Cho đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 270.000 ca nhiễm và gần 3.600 ca tử vong. Hãng Google vừa công bố việc tập trung vào bản cập nhật tiếp theo của hệ điều hành trên đồng hồ thông minh. Lần cập nhật mới này, Google hứa hẹn sẽ làm cho các thiết bị này chạy nhanh hơn 20%. Tuyên bố này được các chuyên gia công nghệ đánh giá là bằng chứng cho thấy Google không từ bỏ nền tảng hệ điều hành đồng hồ thông minh mà ngược lại dùng sức phát triển nó. Ứng dụng Wear OS của Google trước đây là Android Wear, đồng bộ hóa đồng hồ thông minh và các nền tảng điện thoại. Google cho biết bản cập nhật Wear OS sắp tới tập trung vào 3 điểm chính, đó là cải thiện về tốc độ, cải thiện việc kết nối giữa đồng hồ và điện thoại thông minh, và sau cùng, cập nhật sẽ đi kèm với ứng dụng dự báo thời tiết mới. Điểm then chốt mà Google đặt kỳ vọng vào lần cập nhật lớn sắp tới là việc cải thiện tốc độ xử lý CPU, có thể khởi động app nhanh hơn 20%. Google cho biết thêm, họ sẽ cập nhật cả dòng chip mới Qualcomm Snapdragon Wear 4100 và 4100 Plus. Về giao diện, bản cập nhật sẽ giới thiệu nhiều cách sắp xếp, kiểm soát hơn, bên cạnh đó cung cấp nhiều sơ đồ theo dõi, giám sát việc tập luyện cho người tập thể dục hay chơi thể thao. Tin cập nhật. Một ngày có thêm hơn 6.200 ca mắc mới COVID-19, Philippines lùi khai giảng năm học mới thêm 6 tuần. Xe tải bay qua đường, tông sập một cửa hàng quần áo, tài xế thoát chết trong gang tấc. Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu từ trang World Meters, tính đến sáng nay, ngày 15 tháng 8, tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu là trên 21,3 triệu trường hợp. Trong đó có hơn 761.000 ca đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 5,4 triệu ca mắc, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Trong khi đó, Philippines vẫn là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong ngày 14 tháng 8, nước này có thêm hơn 6.200 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh lên trên 153.000 ca. Giới chức Philippines cho biết công dân trong độ tuổi lao động từ 20 đến 55 tuổi mắc COVID trở thành nguồn lây lan dịch bệnh trong nước. Bộ Y tế nước này đang giám sát hơn 1.000 ổ dịch COVID trên cả nước. Ngày 14 tháng 8, chính phủ Philippines đã quyết định lùi thời gian khai giảng năm học mới thêm 6 tuần, đồng thời chuẩn bị cải tạo các phòng học thành các cơ sở cách ly. Tại Indonesia, trong thông điệp quốc gia thường niên đọc trước Quốc hội, Tổng thống Widodo cho rằng phòng chống dịch bệnh và lối sống lành mạnh cần được ưu tiên, song song với việc tăng cường năng lực con người, phát triển các bệnh viện và trung tâm y tế, sản xuất thuốc và trang bị y tế. Hôm 14 tháng 8, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận trên 2.300 ca nhiễm mới và 53 ca tử vong. Hiện dịch bệnh đã lây lan ra tất cả 34 tỉnh thành ở Indonesia. Hãng Johnson & Johnson cho biết sẽ cung cấp cho chính phủ Anh vaccine tiềm năng ngừa COVID-19 có tên AD26-CoV-2 với đơn hàng ban đầu là 30 triệu liều trên cơ sở phi lợi nhuận để phục vụ phòng dịch khẩn cấp.
Thỏa thuận đặt hàng trước cũng sẽ cho phép Anh lựa chọn mua thêm 22 triệu liều vaccine. Johnson & Johnson đã hợp tác với chính phủ Anh trong việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine AD26 COVID-2. Ngoài ra, công ty Novavax cũng cho biết Anh sẽ mua 60 triệu liều vaccine tiềm năng của công ty có tên NVX-CoV-2373, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Novavax sẽ cung cấp các liều vaccine trên cho Anh bắt đầu từ quý 1 năm sau. Anh và Mỹ hiện đang dẫn đầu cuộc đua toàn cầu nhằm đạt thỏa thuận mua vaccine với các công ty dược trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên thế giới. Các thỏa thuận mới nhất này đưa tổng số liều vaccine mà Anh đặt hàng lên 362 triệu liều dành cho 66 triệu dân. Vaccine của công ty Novavax là một trong 6 loại vaccine trong tổng số 165 vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển trên toàn cầu đã vượt qua các thử nghiệm giai đoạn 1. Tiếp tục với tin trong nước, vào 21 giờ tối qua, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13 đoạn qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Một xe tải đã tông sập một cửa hàng quần áo bên đường. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến nhiều người dân chứng kiến bị một vẻ hoảng hốt. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 93C-13536 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 13 hướng từ huyện Lộc Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn ấp 6 xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, chiếc xe bất ngờ bay qua giải phân cách, lao sang phần đường đối diện, tông thẳng vào một cửa hàng bán quần áo. Cú tông mạnh khiến toàn bộ cửa cuốn bị hư hại, tông sập một phần cửa hàng, làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong. Thời điểm xảy ra tai nạn, cửa hàng đã đóng cửa, không có ai ở trong nên không thiệt hại về người, tài xế bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Lộc Ninh đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua trên đường DT743 đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau va chạm giữa hai xe máy thì hai nam bảo vệ đã bị thương nặng. Thời điểm trên, nam bảo vệ khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 39T13769 lưu thông trên đường DT743 từ Dĩ An về Tân Uyên. Khi xe lưu thông qua khỏi ngã 6 An Phú thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 61N8-1631 do một nam bảo vệ khác điều khiển. Sau va chạm, cả hai người bị ngã văng xuống đường, bị thương nặng, mất nhiều máu. Lực lượng chức năng đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Cũng tại Bình Dương, vào rạng sáng nay, lúc 1 giờ 30 phút, một chiếc xe tải tông giải phân cách đã bị rơi hai bánh rồi chạy tự do cả 100m trên đường. Rất may đã không có thương vong về người. Chiếc xe tải biển số 61C-10406 chạy trên đường Nguyễn An Ninh hướng chợ Dĩ An ra đường DT743. Khi gần đến ngã ba Cây Điệp thuộc phường Dĩ An, thành phố Dĩ An thì tông vào giải phân cách bằng bê tông. Sự cố làm hai bánh trước và phần trục rơi ra ngoài. Chiếc xe không dừng lại mà vẫn chạy tự do trên đường gần 100m rồi mới dừng lại. Rất may là mặc dù chiếc xe bị mất kiểm soát nhưng đã không lao vào nhà dân dàn đường và cũng không có phương tiện nào bị giả lây. Đáng nói, cả tài xế và phụ xe đều trong tình trạng say xỉn, cả hai sau đó được đưa về công an phường. Công an thành phố Dĩ An đã có mặt xử lý hiện trường, di dời phương tiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn dành cho 60 giây sự quan tâm và theo dõi mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút chiều nay. Xin kính chào, tạm biệt.